để kiểm soát khống chế dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm cho người dân được đón Tết bình yên, vui tươi, các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghiêm thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch. Ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết, tại khu vực các di tích như Chùa Chuông, Đền Trần, Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên, thưa thớt vắng vẻ người qua lại, khác hẳn với hình ảnh các đoàn du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đến tham quan chiêm bái trong dịp Tết khi chưa có dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh. Nhiều du khách ở xa chưa kịp nắm bắt thông tin nên khi đến nơi thấy cổng đền cửa đóng then cài, thông báo tiếp tục dừng các hoạt động chiêm bái như thế này nên đành phải vái vọng từ xa. Sau khi lễ vọng xong, người dân khẩn trương trở về, hạn chế tiếp xúc, tránh tụ tập đông người. Nhìn chung, người dân luôn nêu cao tinh thần phòng dịch, trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay để bảo vệ bản thân và người xung quanh.